Ok, do nó full rồi đó. Tại do cái cơ chế của nó đó mấy bà, mấy bà. Xui gũi. Ủa mà game này có ghê không vậy? Cái này là check camera. Có ai có thể tóm tắt một xíu cho Hiếu hiểu về cái trò này không mọi người? Là Hiếu cần phải làm gì và làm gì á? Game này anh chỉ ngồi xem phim sẽ gầy thôi, không có gì sợ về với đất mẹ. Game này anh phải sinh tồn qua hết tất cả năm đêm, mỗi đêm càng khó lên từ từ, dùng camera với đèn với đóng cửa, dùng hợp lý, không hết pin thì ngồi chết. Ủa mà mình thoát khỏi cái gì á? Tự nhiên cái game này dùng để tụi nó vào phòng là được, đừng để tụi nó vào phòng là được hả? Tụi nó là tụi nào vậy? Sống tới sáng à anh. À, bốn con robo hả? Bốn con robo hả? À, bốn con này hả? À, đây, Hiếu hiểu rồi. Không, mọi người thông cảm đợi xíu nha. Phải chuyển cái camera lên góc trên đây nè. Mọi người mới nhìn được. Đây. Đây nè, mình đang ở đây đúng không? Cái du là mình đúng không? Nó để nè, du là mình đang ở đây nè. Và hai cái cửa hai bên này là cái cửa nối với lại mình nè. Đúng không? 1 giờ sáng rồi kìa. Ủa là game này là check camera vậy đó hả mấy bà? Pin đang tụt anh. Pin là cái nào? À, pin là cái này hả? Ủa cái này thì làm gì? À, là cái pin này là để mình mở camera hả? Mỗi lần mình... Ủa sao nó tự tuột nè? Nó tự tuột camera, nó tự tuột pin luôn. Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi đâu có làm gì đâu, sao nó tự tuột pin cho mọi người? 3 giờ nó mới hoạt động, 3 giờ nó mới hoạt động. Vậy giờ còn sớm mà. Có cách nào mà tua tới 3 giờ không? Hay là mình ngồi vậy thôi? Đừng lãng phí anh. Tắt quạt đi anh Hiếu. Ủa quạt này sao tắt? Cái quạt này tắt làm sao vậy? Ủa tắt quạt vậy mình nóng mình có chết luôn. Bình thường là mình đang sử dụng một cái như vậy là mình tốn một cục pin đúng không? Nếu mà đóng cái cửa này là 2 cục, đóng cái cửa này là 3 cục là nó sẽ hao pin rất nhanh. À, Hiếu hiểu rồi. Vậy còn cái đèn? Cái đèn này để làm gì vậy? Cái đèn này để làm gì? Tắt quạt đi, lạnh quá anh Hiếu. Cái quạt này đâu có tắt được đâu bà. Phần máy gì Hiếu? Hiếu không biết luôn. Hiếu đang chơi cái phần nào á? Hiếu mua trên Steam á. Game giá lập tắt quạt. Đóng cửa đi Hiếu, gần 3 giờ rồi. Đóng cửa lại à? Là sao ta? Tôi vẫn chưa hiểu là như thế nào luôn á. Nó cho mình mấy cái cam này để làm chi á? Đêm thứ 3 thì nó sẽ có một con nữa là con Forsy và con cáo đó. Khi anh tụi nó tới thì anh bật đèn thấy nó đóng cửa check cam nó đi thì mở ra để tiết kiệm pin với phần dưới góc cam. À, là mình đóng cửa lại là nó không vô được hả? Ủa vậy tôi chỉ cần đóng hai cái cửa này lại cái tôi đi ngủ luôn tới 6 giờ sáng là tôi win rồi. Đúng không? À, hiểu rồi, càng ngày nó càng khó hả? Vậy tí nữa nó chắc nó mau hết pin hay sao á. Này là tôi là đêm đầu tiên đó là còn đang dễ đúng không? Đêm đầu tiên là cho mình đang tìm hiểu đúng không? 3 giờ rồi nè. 3 giờ rồi nè. À. Ủa sao nó... Ủa tối thui rồi. Ui đây nè. Nó đây nè đúng không? Đây nè. Cam 5A với lại cam 1B. Ui
Sao tôi hết thấy nó rồi? Ủa sao tối tôi hết rồi mọi người? Chết mẹ rồi, đâu hết rồi? Tụi nó đâu rồi mấy ông? Ủa bật đèn vậy sáng là nó đi qua không được hả mọi người hay sao? Hết pin. Nó hết pin mọi người. Ấy con này đi rồi nè, con này không có còn phòng 1B nữa. Nó đi đâu rồi kìa mấy bà? À, nó đi quanh đây, 7, 7 là còn xa mình lắm. Sao cái chỗ 6 này nó bị tối vậy ta? Mình lo hai cái bên này trước nè, tại cái cửa đó gần. Ôi chết mẹ, chưa còn một con nữa, nó đi đâu rồi tôi không có thấy. Hai con đi mà mới có một con ở đây à, còn một con nữa nó ở đâu rồi? 4 giờ sáng rồi. Đây nè, đây nè, nó tới phòng mình rồi, nó tới phòng mình rồi. Phòng 2A là bên trái, đóng cửa lại. Đóng cửa bên này lại. Đây nha, nó vẫn còn ở đây. Ok, ok. Rồi giờ đợi thôi đúng không? Đóng cửa vậy nó tốn pin à. Ông chơi làm tôi sợ quá. Tôi không có kiểu như là Hiếu chưa có biết là về cái này chơi như nào á. Hiếu chưa có nắm thông tin được. Tôi là kiểu như đang trải nghiệm hoàn toàn mù mịt luôn á mọi người. Con này nó vẫn còn đang ở đây. Con này tới đây rồi, con này nó đang ở đây rồi nè. Hay à. Ủa vậy cái con kia nó đi chưa? À đêm này chỉ có hai con đi săn. Hết pin mấy má ơi. Hết pin. 25% này tôi đóng cái cửa này hoài tôi sống được không? Nó vẫn còn ở ngoài đó, phải đóng cửa lại. Mở ra đi anh, mở ra luôn hả? Rồi đợi tới 6 giờ à. Ai da, nó tối phòng của anh rồi nè. Cái bật đèn nó để làm cái gì vậy? Nó tối phòng anh rồi nè em, 2B rồi nè. Con kia đi đâu rồi? À con kia quay trở lại phòng này rồi. Ok, ok. Chỉ cần chặn cửa thôi là nó không bật đèn để đuổi cho nó hả? Ui nè nè nè, nó hiện lên cái gì kìa? À, là bật đèn là mình thấy nó đó hả? Nó đi rồi nè, nó đi rồi. Nó đi rồi, nó không còn ở đây nữa. Nó đi qua đâu rồi? Ồ, nó đang ở bên này hả? Ủa, còn một con nữa đâu ta? Sao mới có hai con, mới có một con à? À, con này nó đi tới đây rồi. Thôi xa mình quá mà. Mở cửa ra đi. Chết mẹ, chưa hết pin rồi, còn có 6% pin à. Banh sát tôi rồi, banh sát tôi rồi. Mà không có con nào gần mình hết á, 6 giờ sáng đi bà ơi, còn có 4% pin nè bà ơi. Tới cục cứt, qua ngày mai đi. Tắt cái quạt này được không? Hay quá. À, tới 6 giờ sáng cho quay. À yeah. Có tiếng chúc mừng nữa kìa. 12 giờ đêm thứ hai. Đêm thứ hai rồi mọi người. Ủa cũng y chang vậy luôn hả? Không khác gì luôn hả? Là tôi cần phải sống như vậy hết trong vòng 5 đêm à. Trời, ủa mới vô nó đi luôn rồi kìa mọi người. À nó đang ở 1C. Không, 1C thì không sao.
Cái này là mình phải check cam liên tục á, tại nếu mình không check cam liên tục là mình về với đất mẹ mình đó mọi người. Mà ở phòng đó thì chắc cỡ 1 giờ nó mới đi tới được xuống cái vòng dưới. Mình đợi tí nữa tới 1 giờ xong cái mình ha đóng cái cửa lại. À đâu, 1 giờ tới mình bật đèn trước. Nếu mà thấy nó thì đóng cửa lại, còn không thấy nó thì mình để nó nữa. Đúng không? Lý thuyết thôi mọi người, tắt quạt đi. Tắt cái quạt sao? Tôi đâu có biết tắt đâu. Cái quạt này nó quay hoài vậy. Tắt cái này sao? Tắt đèn được không? Tắt hết tất cả mọi thứ đi, làm gì đó làm, giữ cho tôi 100% pin đi. Cái quạt nó tắt sao vậy mấy má? Nào nó đi đóng cửa rồi bật đèn kích nó đi hay sao á? Đóng cửa lại cho nó không vô được hay sao á? Con này vẫn còn ở đây. Nó được nói cái gì vậy? What the hell? Cái gì vậy mấy bên? Cái gì vậy mấy bên ơi? Ủa là sao? Ủa vậy là mình chết hả mọi người? Mà sao? Ủa nó ở đâu vậy ta? Tôi không thấy nó. Đâu có gì xảy ra đâu, đâu có gì xảy ra đâu trời. Không chịu check á, tại do mình không check á mọi người. Má nó, trời ơi, hết hồn cho luôn đó mấy bà ơi. Mình check cái cam hộp trước á, nếu mà tụi nó có đi á thì mình check, còn tụi nó chưa đi thì mình đừng check. 100% mà mình phải sống được tới hả sáng lận á. Vẫn chưa đi nè, tụi nó vẫn chưa đi. Là đây là chỉ đi ba con đó thôi đúng không? Nè, Hiếu Dân đang check cam nãy giờ nè. Tụi nó vẫn đang ở... Rồi xong, tắt rồi. Rồi tắt hết cam rồi, tắt hết cam rồi mọi người ơi. Cam bị nhiễu rồi, cam bị nhiễu rồi. Hảo hán cái cam, hảo hán cái cam. Đi một con, mở cửa ra quên. Còn sớm quá đóng cửa làm chi. Ủa nó có tới 4 con lận chứ không phải có 3. Một con ở đây, một con ở phòng số 5. Má ơi, cái số 6 bị không có ai hết. Không có ai hết, không sao, còn chưa có chuyện gì. Mới có 2 con đi à, một con ở phòng 1B. Mới có tìm được một con ở phòng 1B à, còn một con nữa nó đi đâu rồi không ai biết hết trơn á. Đây nè. Ôi, nó đi qua phòng 5 rồi hả? Mất hết một con nữa rồi. Ôi, tôi nghe tiếng cái gì kìa, tôi nghe tiếng cái gì kìa. Cái má cái vòng 6 á, Hiếu bị mất cái webcam ở đó rồi, Hiếu không có thấy được. 2 giờ sáng, con này đi rồi, con này đi đâu thì tôi không biết, rồi nó đi qua phòng 1B lại rồi. Má ơi, mới đêm thứ hai mà mình xài quá trời pin rồi. Hảo ngán, mới đêm thứ hai mà Hiếu của mọi người xài hết 40% pin rồi, sao tôi sống nổi tới 6 giờ đây. Tôi thấy là tôi toan rồi đó. Đây, một con tới phòng 1C.
Một con đây 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 đây, nó gần tới đây rồi, nó gần tới đây rồi. Chưa chưa, nó vẫn chưa tới. Nó sắp tới, nó sắp tới bên phòng của tôi rồi đó mọi người. Nó đi bên trái qua nè. Vẫn không có thấy nó, hồi đóng cửa lại trước đi rồi check nó. Đúng rồi, nó vẫn còn đang ở đây. Ồ, con này cũng ở bên đây luôn rồi, có một ba con đi rồi. Ba, ồ, nó đi hết rồi mọi người. Máy đêm thứ ba rồi mà, trời ơi, tôi xài hết pin rồi. Má nó vẫn còn đang ở đó hả? Check cam từ từ thôi, check cam từ từ thôi. Vẫn không có ai, vẫn không có ai. 3 giờ sáng rồi, vẫn chưa có ai, vẫn chưa có ai. Atlas F4 tắt quạt, nếu Atlas F4 thoát game má ơi. Má cái phòng số 6 nó bị tối rồi. Một con một B, một con một C. Ủa vậy con kia đi đâu rồi? Vậy là phòng bên trái, bên phải không có ai hết. Khi một C nó kéo rèm anh phải đề phòng, tại con ở một C chạy nhanh lắm. Con một C là con nào? Là con nãy hả? Là con cáo hả? À ok em, phải tiết kiệm pin rồi, cái này Hiếu phải tiết kiệm pin rồi mọi người. Ôi nó tới rồi, nó tới rồi, nó tới rồi, nó tới phòng này rồi. Con gì tới đây rồi, đóng cửa nó lại đi. Có một con tới bên đó rồi, một con nó ở bên đây rồi, đóng cửa lại phòng. Chết tiệt thiệt chứ, hết pin rồi, mới có 3 giờ sáng mà hết pin rồi, thôi xong tôi rồi, xong rồi, toan rồi, giải cứu em Miếu rồi, toan rồi. Rồi to, 4 giờ rồi, 4 giờ rồi. 4 giờ đáng lý là mình còn cần phải còn tới 40% pin mình mới sống được, mà thôi xong. Con này đi rồi. Con 1C vẫn còn ở đây hả? Sao con 1C nó không chịu di chuyển nha mọi người, nó đứng yên có một chỗ không à. Tắt quạt được công viên đó anh, mà tắt, ô má hết hồn. Mà tắt quạt như nào quá em. Quạt này sao tắt. Chết rồi, có ai mang sạc dự phòng không? Có ai có mang sạc dự phòng không? Cho tôi mượn với đi. Hỗ trợ tôi đi, hỗ trợ tôi đi. Sao cái con 1C đó nó không chịu di chuyển ta? Cái con 2B nó quay trở lại kìa. 5 giờ đi, 5 giờ đi, lẹ giùm cái đi, lẹ giùm cái đi. Thôi xong rồi. Rồi, thôi toan rồi, dày nghỉ luôn chơi gì nữa. Quỷ này nó cứ đứng ở đây hoài vậy ta, nó chưa có đi nữa nè. Thôi để dành pin luôn đi chứ còn gì nữa sống. Vậy là tự đón mò sống à. Rồi không đủ pin để mở đèn luôn. Qua nó qua kìa. Đóng cái cửa không có kịp. Trời ơi, su cà na nè. Nó qua rồi kìa, đóng cái cửa không có kịp mọi người. Cay thế nhờ. Cay thế nhờ. Ây da, ây da. Làm lại mọi người, làm lại. Làm lại, làm lại. Làm lại mọi người.
Non cái hen, quả đó non cái hen. Tôi thấy nó chạy qua má tôi lo tôi sợ không à. Giờ tôi hiểu cái cơ chế để chơi rồi. Hiểu cái cơ chế để chơi. Cái con cáo nó chạy nhanh đúng không? Vậy có nghĩa là mình phải cách đề phòng nó từ trước đó. Chẳng hạn như một C là nó phải vô rồi đó. Mình đề phòng nó. Nhưng mà hình như là tới cái khúc gần tới cuối giờ chuyển giao nó mới chạy qua đó hay sao á. Bây giờ trước tiên mình sẽ ưu tiên mình check cửa hai bên trái với lại bên phải của mình trước. Đúng rồi. Mình hạn chế đóng cửa với lại hạn chế bật đèn đi mọi người. Mình bật đèn với đóng cửa nhiều quá mình hết pin. Mình để dành. Cái này là đêm thứ hai rồi nha mọi người. Không sao, còn sớm quá. Một đêm mình chỉ xài 15% pin thôi. F4 tắt quạt à? Tôi vẫn không hiểu là tại sao cứ Atlas F4 tắt quạt đi anh. Vui không? Cái quạt nó đâu có tắt được đâu đúng không? Cái quạt nó đâu có tắt được đâu đúng không mọi người? Nó toàn thì cái xàm không luôn á. Đá chơi ngu rồi còn gặp mấy ông nữa. Báo đời báo chó không à. Cái camera hai bên thôi, hai cái cửa bên đó. Dạ tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái cơ chế rồi. Mình càng xài ít pin nhất có thể càng tốt. Mình chỉ cần lâu lâu rồi mình check thôi, mình tham minh đồ này nọ cái kiểu rồi mình check. Chẳng hạn như là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cái mình mở lên mình check một lần, 10 giây mình check một lần, rồi xong mình hạ xuống, rồi mình cứ đếm nhẩm vậy trong đầu mình, cái 10 giây mình check một lần đi, vậy ổn áp không? Sao mình không làm? Cái khúc này là mới có 12 giờ cho nó chưa tấn công nhiều đâu. Đừng có tắt đèn với cũng đừng có đóng cửa luôn. Ê là ông đừng có bật cửa với đó tắt đèn luôn. Đừng có hả bật cửa, bật đừng có bật ghê á, đừng có bật đèn với đóng cửa. Đây nè, một con tới phòng 2A. Ôi, ủa lẹ vậy? Má ơi lẹ vậy trời. Trời ơi mới 1 giờ mà cả hai con đều ở hai bên tôi luôn chứ. Hên á, hên á, hên là tôi hả tham minh chuẩn á. Ủa rồi nó đi chưa? Trời. Nó đỏ luôn cái nó luôn kìa. Con nó chưa chịu đi nữa mấy ven. Cái con bên này nè. Nó ở bên đó rồi sao dám bật cửa được. Nó chưa có tới. Tôi bật đèn tôi đuổi cho nó đi mà nó không có. Không có thấy nó luôn á. Sao tụi nó chưa đi nữa mấy ông? Trời mới 2 giờ xài hết 50% pin rồi thôi. Rồi toan nữa rồi. Toan nữa rồi, toàn tốn toan, toàn toan nữa rồi.
Nó không đi luôn kìa. Nó không đi luôn kìa mọi người. Nó không đi luôn nè, mấy ông coi nè. Đó. Nó đứng kế bên mình luôn rồi. Sao chơi? Thôi để tôi mở cửa ra tôi đón bạn vô nhà chơi nha mọi người. Trời ơi nó tới rồi nè, nó tới rồi nè. Nó ở ngoài cửa đó, nó kêu qua uống bình đờ đo kìa. Rồi thằng này vẫn còn ở ngoài đây nữa hả trời. Ôi hình như chưa đâu, nó hộp dụng mình thôi đó. Cái thằng này chưa đi tới sát mà. Có thằng bên phải đó thì tới sát rồi nè, mình đóng cửa được. Còn cái thằng bên trái này thì nó vẫn còn đang ở đây. Mình có thể không xua nhanh được, không sao. Nó vẫn chưa tới gần. Sao nó đứng hoài ở đây vậy, rồi đường đâu tôi đỡ. Trời đêm 2 vậy mà khó vậy rồi hả. Đêm 2 mà hai con nó kẹp nách tôi hai bên rồi. Tôi chưa có thời gian tôi check cái con cáo nó đi đâu luôn. Thằng quỷ đó, ôi ôi ghê ha, ghê ha. Trời ơi hai đứa hai bên luôn. Giải cứu tôi đi, giải cứu tôi đi. Trời ơi, một con bên phải, một con bên trái mà nó đứng từ hồi nãy tới giờ, nó đứng từ cái lúc mà đầu tiên tới giờ luôn á, rồi sao chơi? À, bật đèn lên là đuổi được nó nè. Hảo hán, hảo hán. Vậy sao cái con này nó tới đây mà hả? Mở cửa ra cho mày tới đó. Mày tới đi. Mày lẹ lên giùm tao luôn đi, mày làm tao mất thời gian quá luôn. Đổi thằng ông nội đó đi đâu rồi? À, à! Mày báo đời, mày báo đếm tao không à. Ủa nó đi ngõ nào vô vậy mọi người? Mà nó đi vô từ ngõ nào vậy tôi không hiểu luôn á. Tôi làm đúng cơ chế rồi mà đúng không? Tôi chặn cửa bên trái xong tôi mở đèn lên tôi đuổi nó đi rồi mà tại làm sao nó vẫn có thể đóng nên chưa mày chưa đóng cửa đó mà tôi đuổi nó rồi. Hồi nãy tôi check cái cửa hai bên đó tôi có thấy nó nữa đâu. Có cam bếp nữa hả? Cam bếp là cam nào vậy? Cam bếp là từ cái cam nào vậy? Chỉ có hai cái đường bên này mới vô đây được thôi mà còn cam bếp là cái cam nào nữa? Ừ. Đúng rồi đó, mình bật đèn thôi. Để check thôi chứ không đuổi được hả? À, thì ra là vậy. Ơi, tôi nghe cái đùng ở bên phải rồi đó. Đó, tôi nghe cái tiếng cạch cạch đó mọi người. Cái đó là cam nào vậy? Cam bếp à? Vậy đóng cửa hả? Cam bếp đó là phải đóng cửa không? Hình như là xa mình mà đúng không? Cam năm nè. Nó đâu có đường nào đi vô mình đâu.
đó tôi nghe nó nói đùm 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 gì đó. Cái chỗ đó tối quá không có thấy đường luôn á. Mày cốt nghịch. Hên quá là mình có mở đèn á. Ủa mà sao nó xuất hiện? Ủa nó xuất hiện ngay cái cửa đó bằng cái đường nào vậy mọi người? Nó xuất hiện ngay cái cửa đó bằng cái đường nào chứ không hiểu. Hai bên là cái cửa năm đó là cái cửa đặc biệt à. Cái cửa năm đó là dù ở xa nhưng mà vẫn vô được hả? Nó vẫn còn ở ngoài kìa. Anh check đèn mới biết nó đi hay chưa. Nếu nó ở đó thì anh sẽ đóng cái cửa. Còn nó ở cửa sổ bên thì anh check cam chỉ cách 101 thôi. Cách 101 nữa. À nó vẫn còn ở đây nè. Hai đứa nó vẫn còn ở đây. Đó. Tôi nghe cái tiếng đùng đùng cửa nào á. Đây nè nó đi rồi. Nó đi rồi, nó đi rồi. Ừ, còn con cáo nữa mà Hiếu quên. Con cáo nó đâu rồi? Ôi da. Sao 2B thằng đó lại di chuyển lại đây nữa rồi? Mà chưa đâu đúng không? Mình mở đèn nếu mà mình thấy nó thì nó mới tới mình. Cái thằng này vẫn đang xuất hiện ở 2B nè. Má nó thiệt tình xạo quá. Xạo đó quá, thôi đóng cửa đi. Ghê quá. Làm ơn đi. Hai B nó đi rồi. Mở lên đi. Hay quá, 50% đêm thứ ba. Hiếu đang làm rất tốt. Ờ thằng này nó đang ở đây rồi. Thằng này nó đang ở 3A. Ba Hiếu có đóng cái Hiếu chưa đóng cửa. Ba thì nó chưa tới đâu đúng không? Kia còn xa lắm, có thằng 3A là đáng lo ngại thôi. Từ từ đóng cửa, còn sớm quá. Bây giờ thì nó chưa đi qua được đâu. Nó phải đi qua một cái cửa nữa rồi nó mới tới đây được. Ít nhất là nó phải tốn khoảng gần nửa đêm á. Mình cứ thăm bên đèn vậy thôi là được. Nếu có tụi nó thì đóng cửa. Ui mẹ bà mày. Ok. Đúng rồi, Hiếu hiểu rồi. Mình làm như vậy mình sẽ tiết kiệm mình sẽ tiết kiệm pin nhiều hơn. Tôi thấy ghê quá. Sao tôi nghe ở bên phải tôi cũng có tiếng nữa. À, bên phải hết người rồi. Nó đi rồi đúng không? Sớm nó chưa chạy tới đâu, nó đang đi á. Đóng cửa đi cho chắc cú. Con này đang ở một B. Con này đang ở một C. Con này thì nó đang ở đây, nó đi rồi.
Ủa, ở bếp có người, ở bếp có người, ở bếp có người, ở bếp đang có người. Thôi chết rồi, đêm thứ tư rồi, 4 giờ rồi mà hết pin rồi. Thôi toan rồi, toan rồi. Cái này cà, cái này sao khó quá vậy mọi người. Mà tôi vẫn không hiểu là tại làm sao mà mình xài pin nhiều thiệt luôn á. Làm sao mà mình xài pin xịt nhiều thiệt luôn á mấy bà. Phải chi cái quả đó mình còn 10% pin ha. Mình đóng hai cái cửa lại thôi là được rồi. Má nó, cái con quỷ đó nó chạy. 5 giờ sáng là nó chạy. Mình để pin mình phòng thờ. Chắc liên tục luôn, chắc liên tục, chắc nhiều vô. Hình như có nghe được tiếng động nó chạy. Tự nhiên nó hù tôi cái quả vậy đó mấy bà. Tự nhiên không có nó hiện hiện lên vậy. Nghe tiếng bước chân nó đi cạch 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 rồi mới chắc cái đó đúng không? Giờ mình chỉ cần chắc đèn thôi. Đó, tôi mới nghe tiếng bước chân á. Nhưng mà không phải ở đây. Chậm chạp thôi, chậm chạp thôi, cẩn thận thôi. 1 giờ rồi, 1 giờ rồi. Mình trôi qua 1 giờ mà mình chỉ tốn có 13% pin thôi. An ổn. Tại nãy tôi xui á, tại tôi xài Android mà mọi người. Phải, tôi xài iPhone là hả? Ê lộn, tôi xài iPhone mà, ấy tôi xài Android đúng rồi, nên hết pin hơi lẹ. Hiếu giờ mới nghe tiếng cái bịch đó. Đây, bà ơi, bà ơi, bà 2B ơi, có một đứa đang ở bên đây nha. Đó, nó đi nữa rồi. Mình đóng cửa lại cho chắc. Hay quá Hiếu. Hình như nó đi rồi á. Nó đi rồi, nó đi lẹ thiệt luôn á. Nó đi tới đâu rồi tôi không biết.
cái lúc 1, 2, 3 giờ thì lúc này chết khó lắm, chết là chết lúc mà 5 giờ sáng á. Nó đi rồi kìa, nó đang ở một bên. Tôi không biết mấy cái con, tôi không biết có mấy cái con này nó có đá stream tôi không á. Nó đang coi stream tôi, nó chạy vô nó ôm tôi. Nãy giờ nó ôm tôi 3-4 lần, nó ôm nó mém đá quần hả. Ôm hoài. Đó, nó đi, nó đi, nó đi. Đây đây, con cáo đây. Con này 3A, con này 1B. Tụi nó ở bên trái, tụi nó ở bên trái không à. Bên phải bỏ đi. Giờ cứ liên tục chép bên trái thôi là được. Hay quá, hay quá. Hiếu giữ pin rất là tốt. Nó đi rồi, nó đi rồi. Nó đi đâu rồi, nó phải đi quanh đây. Con này vẫn còn 3A. Nó... Ủa? Ôi, bên phải Hiếu. Nó đi nữa kìa. Đây, 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 đây. Trời ơi, trời ơi, điện... Không những pin ở trong đó yếu luôn nha, mà điện thoại tôi pin nó cũng yếu nữa. Trời, hảo ngán, hảo ngán. Thôi từ từ sạc pin, từ từ để vượt qua cái ẹo này cái đã. Ui! Lại là cái con này nữa, nó qua nữa rồi. Hảo ngán, hảo ngán. Em Hiếu hảo ngán, hay lắm Hiếu. Đây, nó đi qua trên kia rồi. Đổ lên. Nó còn đang ở 1C. Tôi nghe cái tiếng xoạt 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 ở đâu giống như bếp á. Mình còn biết nhiều mà. Mình đánh lại đi cho an toàn. Mình check cái bếp đó. Cái bếp đâu có ai đâu ta. Chưa, không bật đèn nữa, pin thấp quá. Trời, cái đèn bên trái không bật nữa mấy mẹ ơi. Tôi rồi. À, trời ơi là trời, cái đèn bên trái không có bật nữa. Hình như mình check đèn nhiều quá nó không mở được đúng không?
ai chắc cam 1A với 1C thôi, còn chắc đèn chứ đừng chắc mấy cái kia, tốn thời gian chứ tốn pin lắm, đặc biệt là nếu thấy cam C1 có cái màn. Ồ ok em, cảm ơn em. Xui mọi người, tôi không bật cái đèn của cái cửa bên gió được, mà sao mình nó nóng thiệt cái bực bội trong người thiệt chứ. Từ hồi nãy tới giờ chết không biết bao nhiêu lần rồi. Có màn 2 mà sao khó như vậy trời. Nghe bước chân thôi, nghe bước chân thì mình chắc. Tụi nó chuẩn bị tới. Kia đi đâu rồi? Đi rồi nè. Sao cái con đó nó vẫn ở đó hoài vậy ta? Cái con cáo Hiếu chưa thấy nha, Hiếu chưa thấy cái con cáo nha. Chưa bao giờ mà tôi quý trọng cái phần trăm pin như bây giờ luôn á. Biết vậy tối hôm qua lướt top top ít thôi, mới chơi có một xíu rồi 70 rồi. Mấy cái con quỷ gì màu vàng nó cứ ở bên phải tôi hoài à, nó không chịu đi. Sao tôi không nghe cái tiếng động di chuyển của tụi nó ta? Đây nè, tôi mới thấy cái con nào ở đó kìa. Con cáo ở 1C rồi. Nó chưa đi, như vậy cho nó chưa đi, nó sắp sửa chạy rồi đó. Ủa vậy con cáo nếu như mà mình biết thì nó chạy bên trái hay bên phải mình đoán được không?
Nó bu qua bên trái rồi nó chạy bên trái à. Nó bu qua bên phải là nó chạy bên phải à. Nó đi nè, nó đi kìa, nó đi bên trái, nó đi bên trái. Ê! Vậy cái con chạy quên nó còn cái cửa bếp nữa đúng không? Nếu nào trời ơi là trời. Lo con cáo không tôi quên cái thằng quỷ đó nữa. Vô mình tập trung vô trong cái tiếng di chuyển và một cái tiếng đi á. Một con đi. Có một con đi. Bảo vệ cái lỗ của mình mọi người ơi, bảo vệ, bảo vệ. Không ơi, nó vô nó nựng tôi. Nãy giờ nó nựng tôi hơi nhiều lắm mà tôi la muốn khan tiếng rồi đó. Sao tôi vẫn chưa nghe tiếng bịch bịch gì hết vậy ta? Cáo kìa. Con cáo nó xuất hiện sớm như ta, mới 1 giờ mà con cáo nó ra rồi hả? Coi cái bếp. Không có. Rút kinh nghiệm cho cái bếp. Tím đi rồi mấy bà. Con tím nó đi rồi mà nó đi đâu rồi tôi không biết. Mình nhớ mình check cái bếp nha. Nhớ lát nhớ nhắc nhắc Hiếu check cái con màu tím nha mọi người. Rồi một con đi nữa rồi. Cáo chưa đi, cái bếp không có ai hết. Đây, nó đây. Nó đi rồi. Nó đi đâu rồi tôi không biết. Con cáo chưa có lên được. Con cáo nó chỉ chạy bên trái thôi đúng không? Lát nữa tôi đóng cái cửa bên trái thôi. Cái bếp Hiếu check rồi, không có. Cáo nè, bếp tôi. Ui! Cái bếp tôi check rồi mà, cái bếp đâu có đâu mọi người. Sao nó chạy đâu ra hay vậy? Tôi vừa mới check nó xong á. Thôi lần này nữa thôi nha mọi người. Lần này nữa thôi.
lần này nữa thôi nha. Lần này tôi sẽ ráng tôi vượt qua giới hạn của bản thân mình, chứ từ hồi nãy giờ nó hù tôi thì cũng muốn. Đêm chắc 12 giờ này nó chưa đi sang đâu. Cái phòng bếp là cái phòng bên trái 5A đúng không? Cái phòng bếp là cái phòng 5A đúng không mọi người? Phòng này nè. Đây 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 nó đây. Mới sáng sớm. Chưa gì hết là thằng ông cố nội đó của tôi là nó ở bên cái bên đó rồi. Hảo hán thiệt. Chưa làm gì luôn á, mới 12 giờ là nó đi nó thăm tôi rồi nó tới đó thiệt chứ. À nếu như mà mình không check cam thì đâu 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 có kiểu nào nó hù mình được đâu đúng không mọi người? Ủa rồi nó đi chưa? Nó vẫn còn ở dưới bếp. Cứ lo nó không rồi lát mấy thằng kia nó đi cái. Ôi con nào vậy? Ôi nó tới rồi kìa. Nó tới gần mình rồi đó. Nó ở ngoài cửa luôn rồi đó. Nè. Rồi nó đi rồi. Nó đi rồi. Có đắp không vậy? Tôi mới nghe tiếng ai đi á. Rồi, 2 giờ sáng luôn. 2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy. Không một tin nhắn từ tối qua. Hai con này vẫn còn ở đây, con cáo chưa đi. Ơi, vậy cái thằng kia không có ở bếp vậy, nó đang ở đâu vậy? Ủa kích chành là cái này mà đúng không? Thằng ông nội kia nó đang ở đâu tôi cũng không biết luôn á. Nó vẫn chưa đi. Ờ quên con cáo ta. Chứ quên con cáo nữa. Cáo chưa đi. Cáo nó vẫn chưa đi. Cáo nó chuẩn bị chạy á.
đây, nó chuẩn bị chạy rồi. Nó chuẩn bị chạy thôi chứ nó chưa có chạy. Nó vẫn chưa chạy. Nó vẫn chưa chạy luôn. Cái con kia, à con kia đang ở đây. Vậy là không có ở bếp đâu, được rồi. Nó hên quá. Hên quá mình có đóng cửa. À quên, còn con cáo. Con cáo nó vẫn chưa chạy mấy bà. Một xe nó vẫn chưa chạy luôn. Đây, con này ở cam 5 rồi nè. Nó chuẩn bị tới rồi đó. Đóng cái cửa bên trái lại đi. Đóng cái cửa bên trái lại là mình an toàn với lại con cáo với lại cái con màu tím kia. Như đây pin thì vẫn đủ sống qua được tới 6 giờ nếu như cứ tiếp tục đóng cửa như vậy. Không sao, tôi sống được. Nhưng mà lâu lâu đóng thôi chứ đóng hoài hết pin á. Con cáo nó vẫn chưa đi hả ta? Cáo nó vẫn chưa chịu di chuyển mọi người. Cáo nó đi rồi. Cái thằng kia sao không có ở trong bếp? Cái con màu tím ấy không thấy nó ở đâu hết trơn á. Cái gì kỳ vậy? Cái con cáo nó chạy rồi, Hiếu đóng cửa rồi mà. Chứ đóng cửa rồi tôi không thấy con cáo ở cái phòng. Trời ơi, chắc nó tới gần cái cửa rồi, mình không chịu thăm bên đèn quá ha. Ây da. Còn 25% pin nữa, cái phần 5 giờ sáng rồi đóng hai cái cửa lại là thắng rồi. Ủa game này có cho trả hàng không? Cho tôi trả game lại đi, cho tôi xin lại tiền đi, hợp lý. Trời ơi, mấy ông đợi tôi qua được đêm thứ hai, chắc mấy ông đợi tới nước khô người mấy ông luôn. Mấy ông đợi mà người mấy ông ra nước luôn á. Ơi lộn, mấy ông đợi mà người mấy ông không còn nước nữa luôn á. Nó đi rồi kìa. Còn nó đi đâu thì mình chưa biết. Nó đi rồi, nó đi một con rồi, con màu tím nó đi rồi. Rồi hai con đi luôn. À con màu vàng ở đó. Cái con màu tím đâu nữa rồi? À đây, 1B. Con màu tím nó còn đang ở 1B mọi người, xa lắm, không sao, nghỉ được xíu á. Khỏe được tí. Nó còn ở xa mình lắm. Nó mới đi. Nó mới đi. Nó đi qua bếp rồi, nó đi qua bếp rồi, nó đi qua bếp rồi, một con đi qua bếp rồi.
Con màu tím nó đi qua bếp rồi mọi người. Trời, mày ra đây, tao búa vô cái đầu mày. Từ hồi nãy giờ mày giết tao biết bao nhiêu mạng rồi. Mày ra đây. Trời ơi, nó tới gần rồi kìa. Sợ quá. Đóng cửa thôi chứ sao nữa mấy má. Không đóng cửa lại nó cạp cái đầu tôi đó. Nó lui lại rồi. Mà sao cái con nó cứ ha tới tôi hoài vậy trời. Nó đi rồi. Đi đâu cãi nó đi. Con cáo chuẩn bị đi. Ôi con kia nó có đi qua kích chành ông trời, nó có đi qua bếp nó nhảy xuống nó cắn. Cái con màu tím á. Ninja rùa. Đây, thằng ông nội này, bên đây, thằng ông nội này 2B. Cái con màu tím bên đây. Chuẩn bị báo đời, báo miếu nữa rồi. Chưa tới. Mình xài đèn hoài cái lát nữa hả, hết đèn. Đi rồi. Nó về ba rồi. Mình đỡ lo bên trái rồi. Bên phải cũng không có gì. Con cáo. Hên quá, tôi đóng cửa lại rồi. Con cáo nó không có vô đây được. Mày hả mày? Mày giết tao hộ cái. Tao cứng vô cái đầu. Ba cái hồi đó mày đầu hao mà lét tao. Cắn vô con người. Kinh nghiệm. Bây giờ tôi là người chơi có kinh nghiệm. Chứ không phải là non nớt giống như nãy giờ nữa. Xin lỗi mọi người. Sao nó vẫn còn ở trên đó nhiều vậy? Ở đó hoài vậy? Rồi con cáo nó chạy đi đâu rồi? Cũng không có ai ở bếp luôn. Con cáo nó chạy đi đâu rồi mấy má? Cái chỗ chặn con cáo ở đâu vậy mọi người? Rồi con cáo đây, thằng ông nội này tới cái bếp nữa rồi. Tới cục cức nữa rồi. Con cáo nó chạy đi đâu tôi không biết. Con báo đời báo đó. Rồi thằng này đi nữa rồi. Thằng ở bếp nó đi đâu nữa rồi không biết luôn. Con cáo đâu mất tiêu rồi. Ủa con cáo nó không có ở đó là coi như là nó không có dí mình nữa đúng không mọi người? Hay là nó đi đá stream nữa rồi? À nó chạy một lần rồi đúng không? Nó chạy nó đụng vô trong đó, nó đụng vô cái tủ đó một lần xong cái nó đi đúng không? Bếp không có, hai bên cũng không có.
con này ở 7, cam 7. À con này ở 3, còn xa lắm, tụi nó còn xa mình lắm. Hay quá, xong rồi, xong rồi. Đêm nay chắc mình qua rồi đó mọi người. Đêm nay chắc mình qua rồi đó. Đi nữa rồi kìa mấy bà. Rồi đóng cái kích cành lại đi. Hình như có con nó đi qua bên phải á. Đó, nó sọt sọt quá bển kìa. Ôi bà mẹ ơi. Nó bên đó chứ không phải bên đây. Hảo hèn, hảo hèn. À con này cũng mới đi tới 4A à. Con này vẫn còn ở đây. Con này không có bếp. Thắng rồi đó. Thắng rồi đó, thắng rồi đó. Vậy thôi là thắng rồi. Chỉ cần như vậy thôi thắng rồi. Giết hộ tao cái nữa. Từ hồi nãy tới bây giờ rất là cực khổ rồi. Giờ khỏi chắc cái gì nữa hết. Ngồi đây đi là thắng rồi. Giờ 20% này chẳng lẽ không đủ qua hả? Cái ải này hay sao? Win. Giờ chỉ cần ngồi hả, thổi móng tay thôi. Cáo à, nói thiệt nha, cáo tủ gì, cáo. Ông quên, xin lỗi mọi người, em yếu mọi người đây nói tục quá. Cáo cũng có tuổi đó, mà là hả, tuổi cơ quan sinh dục nữ. Ủa sao lâu qua màn quá vậy? Trời ơi, trời ơi. Yeah, yeah. Tụi nó còn nguyên, tụi nó còn nguyên. Đây con cáo, còn con cáo, cáo không có. Ủa cái này có gì bất ngờ không mọi người? Đó, nó đi rồi. Nó đi rồi. Nó đi một con rồi. Con màu tím còn, con màu tím còn, mình khỏi cần check bếp. Quên check con cáo rồi. Cáo chưa ra, vậy không sao. Một giờ này mình tới được rồi. Một giờ này mình tới bình an rồi. Cáo chưa ra, K1, con kia vẫn chưa đi, không sao. Ok, nếu như mà như vậy không thì không sao đâu. Con đó vẫn chưa đi. Không có gì hết. Đi kìa. Tôi nghe cái gì mà tiếng cạch 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 luôn á. Nó vẫn chưa đi, cáo vẫn chưa ra.
nó đã đâu vậy ta? Sao có một con đi rồi á mà Hiếu không biết là nó đi đâu? Thằng này vẫn chưa đi, con cáo vẫn chưa đi. Dỗ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra mà. Đây. Mới thấy con nào ở đâu á. Một con đi tới 2B rồi. Vẫn chưa đi, cái con ở bếp vẫn chưa đi. Cáo vẫn chưa ra. Rồi tụi nó đi hết rồi. Cái bếp. Con ở bên 4B. Hai bên tụi nó đều tấp tôi hết. Con ở bếp đi rồi, con 4B cũng đi rồi. Tụi nó đi hết rồi. Một xe cáo ra. Con cáo ra rồi đó. Oni-chan, open the door. Oni-chan. 3K. 4 giờ rồi, 4 giờ rồi. Chết. Ôi, cái bếp cũng cái bếp cũng mất luôn. Con cáo nó chạy rồi mấy má. Con này ở dưới bếp rồi. Ui, con cáo chạy hơi quá. Tao nè. Con ở bếp đi rồi. Con này ở một bê. Bên trái an toàn rồi đó, bây giờ chỉ lo bên phải thôi. Con thỏ đâu ta? Con cáo là mình không lo ngại nữa rồi đó, tại vì con cáo qua. À. 2A, con cái con màu tím đi tới chỗ 2A rồi. Đi rồi.
hên quá. Thắng rồi đúng không? Giờ là thắng rồi đó. Giờ chỉ đợi đóng cửa thả chớ nữa thôi. Trời ơi. Cũng được. Nói chung là hồi nãy á, nãy là kiểu như là tôi mới chơi đúng không? Cho nên là mấy cái mà nó liên quan tới một số cái kiểu như là hơi khó về kiểu trí tuệ, kiểu như làm tôi hơi bỡ ngỡ á. Nhưng mà sau một hồi kiểu mình chơi quen rồi mọi người, tới cái phần 3 thì tôi đánh giá nha. Cái phần 3 này là hơi nhạt, hơi thiếu yếu tố hù và một số cái gì đó hơi kiểu như là nó hơi nằm ngoài cái mong đợi của tôi, mọi người hiểu không? Hy vọng là phần 4 sẽ không làm tôi thất vọng. Là trong đây chỉ có 4 con thôi đúng không? 3 cái con đó và một cái con cáo. Hiểu nhớ rồi. Ủa có tới 5 con lận hả? Ủa sao tôi thấy có 4 con à? Trời ơi con cáo mới vô nó chạy rồi kìa mấy bà ơi. Trời ơi cái thằng rồi ở bếp nữa kìa. Ôi Hảo Hán gì mà mới 12 giờ tàn sát con như vậy mấy má. Mà đêm 3 con cáo mới chạy đúng không mọi người? Trời ơi mới vô gì mà tụi nó tấp tôi dữ vậy. Trời ơi con này tới bếp rồi. À, xin lỗi cái miệng tôi bị gì mọi người. Trời ơi nó chạy rồi. Trời ơi tuổi con tôm. Biết sao tôi nói nó tuổi con tôm không? Tại con tôm có trên đầu. Ồ vậy là nó đi chưa? Vậy là con cáo xong rồi đúng không? Trời ơi tội nghiệp con cáo nó không có đất diễn luôn á. Ôi trời ơi bé này tới đây rồi. Ba sải. Ủa rồi nó đi đâu hết rồi ta? Con này vẫn ở đây, con kia bỏ đi rồi. Ra hết rồi hả? Cáo nó chạy nữa. Trời cáo nó chạy 2 lần hả? Gì mà sao phần này tụi nó được bấm sức mạnh đó mọi người? Nó chạy gì chạy hoài vậy? Rồi xong, cái cam ở bếp tắt rồi. Cái cam ở bếp đi du lịch rồi. Cái cam ở bếp đi rồi mấy má ơi. Hảo Hán. Cáo nó chạy. À 2B ở đây ha. Ở đây với chúng tôi ha. Còn sớm lắm. Mấy này tuổi tôm.
Tôi phát hiện ra âm mưu của tụi nó rồi. Tuổi tôm, tuổi tôm. Cho xin cái tuổi luôn. Trời ơi, nắm cái cửa liền. Ha, open the door. Open the door liền. Nó đi rồi. Trời ơi, nó còn ở đó hả? À, nó đột nhập từ dưới bếp, đột nhập lên hay gì á. Nó tính lên từ phía sau em Hiếu á. Sao nó ở đó hoài vậy chàng? Sao nó ở hoài vậy mấy fan? Trời ơi là trời, mới có 2 giờ hết pin rồi. Chết tôi rồi. Có khi nào cái tên này cái tôi quăng cái một luôn không trời. Giả bộ nè, mở cái cửa ra. Đó, xong cái bật cái đèn lên, con cáo nó chạy mấy má nhìn nè nha. Đóng cái cửa lại, mở lên, cáo nó chạy. Ồ, chưa chạy. Cáo chưa chạy. Hạo hiên, hạo hiên. Cáo chuẩn bị chạy thôi chứ cáo chưa có chạy mấy má. Trời ơi, con cáo non cái hen, con cáo non cái hen nè, giết hộ miếu cái nha, giết hộ miếu cái nè cáo. À, nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nghe cái tiếng hả, đập cái cửa con cáo nè. Trời ơi. Cáo tuổi gì hả? Ủa sao hết pin rồi? Tôi ra đóng cái cửa. À! Trời ơi là trời. Tự nhiên chỗ người ta đang tương tác cái đã vô nó hù tôi. Thì chứ tới cục pin thì chứ. Nó hù vậy rồi tôi đường đâu tôi đỡ cái bánh. Trời ơi nó. Nó hù tôi vậy rồi đường. Đường đâu tôi đỡ. Anh hãy tạm nghỉ tại đây. Rồi khó. Anh hãy tạm nghỉ tại đây mọi người. One look, the heat is rising. And I've been cold for so long. One touch.